hướng tới kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình 1604-2024, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi 15 tháng 7 năm 1949, 15 tháng 7 năm 2024 và 35 năm ngày tái lập tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Quảng Bình. Sáng tác biểu trưng logo tỉnh Quảng Bình phải đáp ứng các tiêu chí có tính khái quát, nghệ thuật cao, tiêu biểu nổi bật về truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất và con người Quảng Bình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phản ánh được những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ đổi mới. Biểu trưng logo tỉnh Quảng Bình thể hiện những nét đặc trưng gắn với lịch sử hình thành và phát triển của địa phương, có khả năng ứng dụng cao. Đối tượng dự thi, cá nhân tổ chức trong nước và nước ngoài có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm tác giả, không hạn chế độ tuổi. Trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được tham gia tối đa 3 tác phẩm. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất 100 triệu đồng, một giải nhì 50 triệu đồng và một giải ba 30 triệu đồng. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ sau ngày phát động đến 16 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2023. Hồ sơ dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến cơ quan thường trực ban tổ chức, phòng nghiệp vụ văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Đồng Hới, điện thoại 0232 3822 875 hoặc gửi hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ cuộc thi biểu trưng qba@gmail.com. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, quý vị có thể tìm hiểu trên website của Sở Văn hóa Thể thao Quảng Bình tại địa chỉ http://www.svhttquangbinh.gov.vn hoặc trên trang thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tại địa chỉ http://qbtv.vn.